trong trường anh thì anh không bao giờ dùng chữ đi xin việc cả, mà phải dùng chữ là đi tìm việc. Thì cái tìm nó thể hiện một thái độ rất là active, tức là rất là chủ động tìm, và có thể sai, không sao cả. Vâng. Đấy, tìm thì nếu mà chủ động đi tìm thì mình có thể thấy việc này, nhưng sau đó thì mình đổi, chẳng ai dám nói thì là một cái việc mình làm từ từ đầu đến cuối là không đổi cả. Thế nhưng mà đấy là cái mà thái độ đúng nếu mà setup được ban đầu cho nó đúng. Ừ. Thì bố mẹ thì nên hướng dẫn đấy, đây là một quá trình đi tìm kiếm và bố mẹ cũng đồng hành cùng với con. Thì anh cũng đã tư vấn cho một số bạn là rất đơn giản thôi, bây giờ muốn đi học đại học gì lên website của Bộ Giáo dục Đại học nó có liệt kê 100 mấy chục ngành nghề đấy. Quan điểm của anh là chọn ngành trước đấy, chọn ngành đi, giờ mình ra đầu bài đi, ví dụ 180 cái ngành đấy thì cho nó ví dụ 1 tháng để nó chọn xuống còn 10 rồi. Thế là quá trình đấy ông phải đi tìm. Thế là không biết, thực ra không, mình có biết ngành nào là ngành gì đâu. Đúng không? Mình không biết thì có gì đâu. Bây giờ rất hay, những bây giờ thông tin rất là nhiều. Ví dụ là ngành bây giờ là biomedical, gọi là công nghệ sinh học. Công nghệ sinh học thì mình vào phải nó ra 1 tỷ các ngành con nữa. Ngành con đấy cụ thể là học cái gì? Bây giờ các trường được cái là cái họ cũng giới thiệu rất là chi tiết. Học những cái gì và ra làm gì? Thế là các ông ấy vẫn lúc đấy là thực sự là cái này không cần mất nhiều thời gian đâu, cái này chỉ cần mất công khác thì đọc truyện vui hơn. Rồi giả sử ra được 10 cái 10 ngành nên cũng nên 10 thôi, nhiều quá. Tức là làm sao người sắp thì đời nó thế phải chọn. Đừng nói bây giờ là con thích học kinh tế, nó vẫn chung chung quá nữa mà. Đúng rồi, và em làm quyển gọi là người trong một ngành kinh tế riêng trong đấy nó đã đến Anh cả đã hàng trong chục website, anh hồi rồi. đấy anh bảo các bạn nên nên website bộ giáo dục nó gạch rõ mã ngành nghề, mỗi ngành nghề nó có mã mà, Vâng. còn nếu thích thì lên thế giới nhưng từ Việt Nam đi cho nó dễ hiểu, 180 quãng đấy chọn đi, chọn 10 cái rồi chọn 10 ngành xong thì bây giờ vấn đề mình phải đi xem cái này thì bắt đầu dễ hơn rồi, nhưng cũng thể khó là mình trong bạn bè mình có những ai làm những cái ngành này thì bắt đầu bật họ hàng ngang ốc này, thế nào cũng tìm ra thôi. Tất nhiên cũng có thể có những ngành mà chưa ai học cả, ví dụ con anh có một đứa con học ngành thích ngành học ngành thần học, chọn thần học chưa ai học phải tự chịu. Thì không tư vấn được, có những thứ mình không tư vấn được làm nào được, đúng mình chấp nhận như thế là tốt, như vậy là nó có những ý thích không giống với tất cả mọi người, nên thể biểu hiện một sự độc lập rồi, đúng không? Cái việc mà lúc này là bắt phải độc lập. Rồi ok, 10, 20, 20 ngành đi, mình shortlist được 3 lần đi. Mình nói chuyện với những cái người đã từng làm trong ngành đại. Đấy, ví dụ làm bác sĩ thì nói chuyện với bác sĩ đây, mẹ nó quen chú bác sĩ, hoặc là chú hàng xóm. Thiếu gì, ông ấy... Nếu mà có chú ý phát là tìm ra dễ lắm. Thế là bắt đầu nói chuyện xem nó là cái gì đã, trên thực tế. Thì cũng có thể nó thích hơn, mà cũng có thể thất vọng. Không thích nữa. Không Thôi rồi, nghe nghe sợ rồi luôn. thế nào, chứ lương thấp quá. Không sao cả. Rồi sau đó shortlist lại đi, ví dụ còn 5 ngành thì phải dẫn, cái này thì khó hơn tí nữa nhưng cũng không khó lắm, nên nên quy đồ 1 người thì không khó lắm, là đi thăm, phải đi tìm, đến bệnh viện thì dẫn đến bệnh viện đấy, một công an chữa cháy thì phải dẫn đến cái phòng, mà phải thực sự xem cái môi trường làm việc ở đấy thì có thể ông đã thay đổi. Nếu mà gọi như là trong cái quá trình đó ông ấy shortlist xuống được được còn 3 ngành thì bắt đầu ok rồi, cũng không nên là chọn ngay thành một. Thì bây giờ có ngành xong thì chúng ta sẽ chọn trường, đúng không? Bây giờ Vâng. có ngành xong thì chọn trường, thì trường nào thì cái ngành này là tốt nhất. Thì đầu tiên nhưng mà lại muốn đi nước ngoài cơ, trong nước thì dễ đúng không? Đi nước ngoài, muốn đi nước ngoài ok, thì bây giờ nước ngoài khó hơn hẳn, nước ngoài thì mình không có thông tin. Nhưng mà thực ra bây giờ rất may mắn ấy là nước ngoài thực ra không có lắm. Chúng ta vẫn đi sẽ chọn trường. Trường nào có nhất thì tất nhiên logic của nó rất đơn giản thế này. Trường nào mà đã nổi tiếng thì khó vào. Có chẳng có khác gì cả. Đâm ra là nếu mà ông có một cái mục tiêu là vào cái trường phải bằng được trường này thì khả năng trượt nó rất cao. Thì lựa chọn đi. À, trong bây giờ thì bố mẹ còn phải một cái việc này phải làm nữa, tức là phải công khai tài chính. Rất nhiều bố mẹ là giấu, tức là cho rằng con là phải tự lực này nọ, nhà có tiền nhưng mà mày phải đi xin học bổng bằng được, vì nhà không có đâu thì anh mình phản đối, có tiền thì bảo là có tiền, có ít thì bảo là có ít, có ra đâu, bảo đây bố mẹ chỉ có từng này thôi,
Đấy. Thế ví dụ nhà anh bảo rằng là con không phải xin học bổng. Bởi vì bố mẹ có thể trả được. Nhưng mà anh không phải đấy, nhiều nhà đấy, nhà con toàn điều kiện nó bắt nó phải đi xin học bổng, chạy hết trường này trường kia. Thì thường đã phải xin thì không chắc được cái chỗ mình muốn. Đúng không? Thì mình đành mình vào cái trường nào cho học bổng nhiều nhất. Thế để làm gì? Nếu mà nhà mình có điều kiện thật thì cứ bảo nó là có. Thì cũng nghĩa là tất nhiên là nên công bố con số là và nên thành thật, không nên là cái dấu nó mới dần biết được đây thì có mẹ 1 tỷ thì mày muốn học đâu học. Còn lại muốn học chỗ đấy thì phải xin thêm, thì lúc đấy các bạn sẽ có động lực rất là rõ các bạn phải làm gì. Còn nếu không các bạn cũng sẽ biết option A là đường đây không được thì bà B, C, bạn có 3 4 option thì không sao cả. Thực ra quá trình đấy hoàn thành trong 1 năm easily có thể làm được. Nhưng mà nó làm cho các bạn ấy, quan trọng nhất thì không phải là chọn cái gì mà các bạn ấy chủ động. Thì các bạn có thể chọn cái đấy thì cũng chẳng biết nó là đúng hay sai, làm sao biết được. Thì à như vậy thực ra nó, như vậy là mình tìm ra, mình đã có những trải nghiệm hết rồi, mình đã có nói rồi mình làm được. Thì thực ra bây giờ bọn anh muốn làm ở chỗ anh bây giờ cũng là cái đấy nhưng mà nó một cái quy mô lớn hơn thôi. Chứ còn cá nhân là dễ nhất. Nếu mà bố mẹ có thời gian. Ngồi cùng với bố mẹ cũng có cần phải giỏi giang đâu. Chỉ cần ngồi cùng thôi, mình hỏi nó là tại sao con chọn cái này. Con đã nghĩ chưa, có hỏi ai không thế thôi. Thì đấy là người ta gọi tạm gọi là quá trình hướng nghiệp. Còn những bạn như Đình Anh này bạn bảo muốn đi làm sẽ có những bạn bây giờ càng ngày càng nhiều hơn gia đình vì điều kiện tài chính, nói thế đi, khi đoạn công bố tài chính xong thì thấy rằng mong muốn của con không hiện thực bởi vì là nhà mình thì không có tiền, thế thì bây giờ phải đi làm trước đúng không, thì cũng thế thôi. Thế làm thì thay vì chọn ngành thì chọn nghề đúng không, nghề nào thì có nghề trên thế giới, ngành thì nó có 180 nghề thì chắc phải mấy Nhiều nghìn hơn thì nhiều hơn nhiều. nghề thì khó tìm hơn rất nhiều vì nó không có chỗ nào để nó liệt kê tất cả các loại nghề nghiệp ở trên. Và đấy cũng là một điểm mà anh nghĩ rằng là cái tổng cục dạy nghề của mình đang hơi bây giờ, nhưng mà hình như nhà nước bây giờ cũng đang bắt đầu chú trọng vào việc đấy rất là nhiều, là hệ thống hóa tất cả những ngành nghề, cái gì thì phải có giấy phép, cái gì không phải có, bởi vì có những nghề nó sẽ phải có certificate, ông phải chứ không phải ông cứ thợ điện ông đi sửa lung tung được. Cái gì không phải có mình giờ đang hỗn loạn. Nhưng mà nghề thì nó dễ nhất là phải đi theo, nếu mà đã học nghề thì phải theo, nó gọi theo thầy. Thầy Trường lại không quan trọng. Đấy, thì vì sao các làng nghề ấy, là họ rất phát triển. Mà thực sự các làng nghề Việt Nam ấy là về hiệu quả kinh tế rất cao. Rất cao luôn. Nếu mà gọi là đi làm thu nhập thì bây giờ, ví dụ như bọn anh trong công ty anh ở trường cũng rất nhiều các bạn làm nghề, thì ở làng nghề thì cái bọn làm cùng ngành nó thu nhập cao hơn nhiều. Và vì các bạn nó làm được nên là cầm tay chỉ việc, về bản chất đi học nghề là phải cầm tay chỉ việc. Và nó vào ngày ngày hôm trước hôm sau là làm luôn, thì đi tìm đấy gara ô tô rồi là tất cả các chỗ nó đấy làm sao mà xin được vào làm gọi là gì. Thực ra lập trình cũng là loại một nghề, nó cũng khá giống với những nghề khác, là nếu mà được vào có thực tập và có thầy thì nó tiến bộ nhanh lắm. À, thì sau đó thì nó dẫn đến chuyện là có bằng cấp đúng không? Bằng nghề thì làm sao có bằng cấp được? Thì bây giờ cũng thời đại nó cũng được cái là nó cũng khá là cởi mở, hiểu cho nghĩa rằng là có thể bằng cấp muộn cũng được. Thì không nhất thiết phải bằng cấp trước ấy, thì anh nên là thôi từ từ đi làm. Vâng. Sau này lúc nào cần bằng đại học thì em sẽ học. Thì lúc ấy học sao? Đó.